Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Âu Đời Dương. Kính thưa các bác, thì chỉ còn có một vài ngày nữa là đến cái ngày nghỉ lễ Tết Độc Lập. Năm nay thì chúng ta cũng được nghỉ khá là dài. Nếu không có gì thay đổi thì chúng ta một số các cái cơ quan đoàn thể được nghỉ tầm 4 ngày mọi người nhé. Cũng là một trong những ngày lễ đại thắng của dân tộc, cho nên là cũng là một trong những ngày lễ tuyệt vời. Chúng ta có thời gian nghỉ cà phê cà pháo cũng như là giải lao, đi du lịch vân vân. Và hôm nay thì trung tâm xin phép giới thiệu các bác và anh em một loạt các cái dòng gia đu quân đội để phục vụ cho các bác nào chơi gia đu ô và những khu vực sóng kém, sóng yếu. Và đặc biệt là những cái con này nó có cái giá trị sưu tầm lâu dài. Đấy, đó là những cái con được đến từ tập đoàn Latina Palasolic quá nổi tiếng. Thì trước mắt các bác và anh em đây là một loạt các cái dòng gia đu quân đội tôi đang muốn giới thiệu các bác đấy ạ. Đây, chúng ta có thể thấy đây. Đầu tiên chúng ta thấy hai con này đó là hai con Latina Palasolic của model là ZF1188 các bác nhé. 1188 thì nó mặt sóng có là màu trắng. Và hai con bên cạnh này nó là con Latina Palasolic của model là ZF1180. 80 thì mặt sóng nó màu đen. Và trước mặt đây thì hai con này đó là con Latina Palasolic của model là ZF877 các bác nhé. 877 có hai con các bác này. 877. Và con ở giữa chính diện này đó là cái con rất nổi tiếng, đó là con Latina Palasolic của đây là ZF1090. Và những cái con này tôi đang giới thiệu các bác một loạt, đây là những cái dòng hoa hậu và những cái dòng tiệm cận của hoa hậu các bác nhá, tiệm cận hoa hậu đó. Trong này thì chỉ có một cái con này là ít tiền nhất và làm không nằm trong top hoa hậu thôi, còn tất cả những con này đều được liệt trong top hoa hậu các bác nhá. Đó thì nó hoa hậu như thế nào các bác có thể xem chi tiết, tôi sẽ quay chi tiết để các bác có thể tiện theo dõi. Đây, tôi sẽ quay chi tiết để các bác có thể nhìn thấy đấy. Đây là kem 1180. 1180 các bác nhìn thấy chưa? Đấy, hình thức của em nó này. Tất cả các hệ thống lúng nút này, mới kính quang luôn, mặt này. Và không có chỗ nào có cái hiện tượng gọi là chảy sất các bác nhá, chảy sất. Mặc dù qua rất nhiều chục năm rồi. Chúng ta thấy đây. Toàn bộ cái phần phía sau sản phẩm đây các bác này. Đây các cái ổ đó này. Mới kính quang là 1180. Và đây là sơ di của sản phẩm này. Các bác nhìn thấy chưa? Đây, của nó này. 414 là ưu cuối cùng của nó các bác nhé. Đó là con 1180. Những cái con này thì nó đều nằm trong top hoa hậu. Con này thì tôi không cắm cái dây vào. Nó có cái dây như này các bác này. Đây. Và con này cũng là 1180 các bác này. Đấy. Các bác nhìn tinh đây, tôi sẽ quay chi tiết để các bác có thể nhìn thấy đây. Và hình thức em của nó không có tí nào là sất xước hay là gì đáng quan tâm các bác nhé. Đây là những cái vết bẩn các bác này, cái này vết bẩn thôi. Đây các bác nhìn cái ổ nó này, mới kính keng luôn. Và đây là sơ di sản phẩm các bác này, 3660 các bác nhé. Con này chạy 6 quả pin các bác, quả pin đã được vào rồi. Đó, hình thức của em, những em hoa hậu thì các bác yên tâm rồi, quá đẹp luôn. Các bác có thể thấy đây, chi tiết của em nó đây, rất mới luôn, các bác nhìn thấy chưa? Đó, rất mới nha, các bác nhìn thấy chưa? Cực kỳ mới luôn, mới kích keng luôn. Đó, hệ thống nút. Đây là cái vết bẩn các bác nha, vết bẩn cho tay sờ thôi, chứ không có tí chảy xước ở đâu. Anten zin hết các bác này, anten zin. Sống ra đây. Đây các cái đường kết nối của nó đây, này in out đây các bác này. Đó. Tiếp theo đó là con 1180. Đây, 1180 các bác để ý tinh là cái này nó sẽ có cái vạch này. Và 1188 nó không có, các bác nhìn chưa? Hai con đều không có. Đây 1180 đều có này. Đấy, và con này con đẹp hơn và đắt hơn các bác này, và con này rẻ hơn này các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Đây, các bác có thể xem này. Hoa hậu chưa? 1188. Mặt sóng trắng các bác nhé. 1188 có những cái đặc điểm này khác này các bác này. Thứ nhất là cái phần xoay này khác này. Cái thứ hai là con lún bên cạnh này. Cái thứ ba là có một cái công tắc nữa này các bác này. Đấy, và cái con 1180 không có. Các bác để ý tình, không có nhá. Tức là con này có thể chỉnh được file tooling. Ngoài ra có thể tắt được công tắc của cái phần đồng hồ. Đấy, và chỉnh file chỉnh gọi là cái độ khuếch đại sóng riêng biệt, nó khác biệt như thế nha các bác nhá. Đấy. Và đây là phía sau của Isuzu sản phẩm, đặc biệt phía sau của nó là màu, của nó là màu sáng này các bác nhá, 1188 này các bác nhìn chưa, bao giờ cũng kèm màu sáng trắng này,
Các bác nhìn cái ổ chưa? Mới chưa? Đây sơ di sản phẩm đây ạ. 15434 các bác nhá. Đó. 1188. Em này là hoa hậu các bác nhá. Và tương tự em này thì sẽ là em rẻ tiền hơn. Rẻ tiền triệu đấy ạ. Đây, các bác có thể thấy đây. Đấy, những con này tôi không cho vào hoa hậu rồi, nó không được làm trong túp hoa hậu. Nó chỉ là hàng bình dân. Con này thì tôi mới gá thôi chứ chưa lắp hoàn thiện các bác nhá. Đây. Các bác có thể thấy đây. Cũng là 1188 này, đúng chưa? Ổ các thứ mọi cái ok. Sơ di của nó đây. 816 đấy. Đây, em này cũng còn đẻ mới có pin trong các bác này. Ok, đó là bốn con ở phía sau các bác nhá. Đây, tôi sẽ quay cho hai con phía trước này. Đây các bác này, đây là toàn những em hoa hậu thôi. Mình không bàn cãi chất lượng của nó, nó đẳng cấp rồi. Đây. Đẹp chưa các bác thấy không? Đây, kể cả con này thế này các bác này. Đấy, rất đẹp luôn. Và đây, sơ di của từng con này các bác này. Đây. Đấy chưa? Đó, 6168 các bác nhá. 6168. Sơ di của nó. Đây, con này sơ di ở đây các bác này. Ba ba ba, đuôi của ba số 3 liền các bác nhá. Và trong những cái con quân đội thì là của em này là em hoa hậu 1090, các bác có thể thấy đây. Một em hoa hậu đẳng cấp luôn. Mới kính con luôn các bác nhìn thấy chưa? Đây. Thấy chưa? Các bác nhìn thấy cái mặt nhôm của nó này, mấy chục năm. Đây, mấy chục năm giữ thế này là khủng khiếp rồi. Đó. Đây, mặt tiền nó đây các bác này. Đấy, giữ thế này thế nào. Không một tí tì vết nào luôn nhá. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, mặt tiền. Con này có con đắt và con rẻ các bác nhá. Và đây là sơ di sản phẩm các bác này. Con này tôi có những con rẻ tiền cũng có. Các bác thích tầm nào có tầm đấy. Đây, sơ di của nó đây. 4906 hay 4900 gì đó. Được chưa? Đó, tôi sẽ cho cái pin lên. Ok, có pin rồi. Rồi, đó là tôi đã quay một loạt cho các bác xem những cái con đây. Và tôi sẽ tiến hành test tính năng để các bác có thể thấy. Và tôi test nhanh, test chủ yếu là test tính năng nha. Các bác lưu ý là tôi test tính năng. Đây, cũng không ngoại lệ, tôi sẽ test cái con 1180 trước này các bác này. Tiện ích vượt trội và môi trường xấu. Các bác có thấy tất cả những con này tôi đều không kéo anten nhé. Anten của nó là không hề kéo lên, các bác nhìn thấy chưa? Tất cả nhé. Đấy, để tôi thử các bác sẽ thấy rằng là gì. Những con đại con nội không kéo anten như này thì sóng như thế nào. Đây. Thủy vượng khí. Tốt chưa, các bác thấy tốt đâu. Khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Đây, đèn này các bác này. Ocean City quy tụ các tiện ích toàn diện đẳng cấp nhất. Bệnh viện trung tâm. Kinh nghiệm qua 55 năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khoản văn nghệ rồi. Ý nghĩa định hướng lên 9 bài tham luận. Nữa. Ngân. Giải pháp. Ok, đó là phần FM các bác nhá. Đây, sóng ngắn đây ạ. Tôi sẽ thử sóng ngắn luôn. Sóng ngắn này. Đây, sóng ngắn tiếp này. Sóng ngắn các bác phải vặn cái độ quay chạy nó lên này. Đó. Sóng ngắn thì có rất nhiều những cái sóng nó không phải là cái nào nó cũng có full đài các bác nhá. Có một số con thì nó ít đài. Đó sóng ngắn này. Đây là sóng chung các bác nhỉ, sóng chung này. Đoàn thuận thực hiện trên địa bàn tỉnh. Nhiều cán bộ đảng viên đây, trong đó có nhiều cái trại các bác này. Đây, chính là lúc này. Tư tưởng chính trị, đạo đức, lối đây, sống và sóng ra đa vi đây. Phạm luật phòng chống tham nhũng. Đấy. Vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại lớn tiền tài sản của nhà nước, gây kiểu rất to các bác nhá. Làm giảm uy tín. Chẳng chỉ ta căn xuống gặp bạn đi con. Mẹ lỡ nói con đang ở trên gác rồi.
Ok, đó là con 1180 các bác nhá. Con bên cạnh này cũng tương tự như vậy. Tôi xin phép được test đại diện thôi. Đây, tôi sẽ tháo pin xong tôi cho thằng con 1188 bên cạnh này. Con nào test xong tôi sẽ kéo hẳn cái anten xuống. Đây các bác này, tôi sẽ thay pin sang. Rất thực tế luôn các bác theo, rất thực tế luôn. Đây ạ. Đây. Thực ra cái pin này nó một cái đài nó quá nhiều pin cho nên không thể cái đài nào cũng cho pin vào được, mà pin này toàn pin rất tiền các bác nhá. Cho nên buộc tôi phải thay thế này cho nó tiết kiệm pin. Toàn pin rất tiền thôi. Bây giờ con nào bóc ra một loạt thì nó mất nhiều tiền pin quá. Các bác thông cảm, đành phải test chậm và cũng không có thời gian chạy điện. Thì đang nghe cái này cắm điện chạy là ok nhất, không phải bật pin. Ok các bác này. Đó. Đây là FM các bác nhá. Nguyên ủy viên đảng đoàn, thống tài ngân sách, hội sang và một số tổ chức đảng, đảng công nghiệp. Đất Hà Nội. Theo các chuyên gia, đó, trong 3 năm qua, FM các bác nhá, tất cả những con FM đây là dòng sóng của đội là không cần phải cho anten lên các bác nhá. Đã bắt được tốt rồi. Nhỏ giọt tạo sự khan hiếm. Bởi vì cái này kéo lên thế này và không kéo lên cũng thế các bác này. Trong mùa dịch. Đấy, nó vẫn là nó mà. Đấy. Sau đó rơi rất thấp nhưng các doanh nghiệp vẫn sóng ngắn các bác này. Sóng ngắn nó cứ sôi được các bác nhá. Nó cứ sôi được mà. Đó, sóng ngắn này. Cái sóng 4 này ít khi có sóng lắm. Đây này. Đó, ok, thế là các cái sóng ngắn nó chạy bình thường các bác nhá. Đây, tôi sẽ thử cái sóng chung đây. Tớ tin tình cảm trong sáng của tuổi học trò. Đó, sóng chung đây. Thầy dâm thành phạt. Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu Ban thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra, thi hành kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của các ủy ban. Các bác để ý tinh này, cái này gạt sai không được này. Hai. Đấy, cái này gạt thì các bạn đấy chính cái này. Vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ ủy Lai Châu. Nó có liên quan đến cái chỉnh ở phía này này, cái này có hai cái chỉnh. Đây còn cái chỉnh phong phụ đây, tôi sẽ thử các bác sẽ thấy phong phụ đây này. Đây này. Đây nha. Đây, cho cái nào nó có sóng. Sóng phụ. Đây. Đây. Đây các bác này, đây này. Đấy. Đấy, đây sóng phụ các bác nhá. Đèn đây các bác này. Đấy. Và nút này nút tắt tắt này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Đèn thay đổi này. Đấy, tắt đây nhá. Ok, đó là hai cái con này tôi đã giới thiệu các bác rồi. 1180 và 1188, bốn con tất cả các bác nhá. Tôi sẽ giới thiệu con 87 này, đại diện 87 này các bác này. Rồi. Đây sóng ngắn các bác nhỉ. Đây, FM đây. FM đó. Có gì cho các bạn cũng à đây là sóng à đúng rồi, FM, chính xác FM này. Thì vẫn chưa thể khắc phục được sự cố phương tiện. Nên với cái lỗi trên của tất cả mọi người qua Nguyễn Văn Chuyển. Nội thiết hồng ngọc hương nồng nàn thơm nức cúng hoa tình. Ban kiểm tra trung ương đó chạy rất tốt các bác nhá, bán buôn cho các cái không cần anten bắt rất là tốt các bác nhá, bán cả tòa cho các cái cỏ môi giới. Đây là ai em, đây bằng ai em các bác này, khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm đây được chỉ ra và thi hành phát triển sân sân sớm ừ cắm to cài xiêu phát triển kế hoạch truyền sản nghiệp, mục tiêu chính nỗ lực hướng sản phẩm dung hợp phát triển, trong địa đã hình thành một sản phẩm dịch nghiệp. Ok, các bạn sóng thì chạy hoàn thiện hết rồi các bác nhá. Đây, em này đây. Các bác lưu ý là cái con này là FM full 108 các bác nhá, full 108.
Một con tám gốc các bác nhá. Đó. Nhưng mà cũng vẫn chưa thể khắc phục được, đang dừng tại khu vực đường cách ngã tư khu công nghiệp An Dương khoảng phải phủ bạc cỏ cây hoa lá nắng thu chưa hết sốc vì mức giá của khu vực đồng không mông quạnh này. Trong mắt họ, nó quá phi lý khi một dự án chung cư, hai dự án khu đô thị với biệt thự liền kề đầy đủ hạn. Ai em các bạn này? Gần sâu. Tương tác. Lắm. Hình như sông nước cũng... Tức là sóng phải đủ nó mới đi cái đèn các bác nha. Ok. Thì đó là những con tôi đã quay cho các bác rồi. Thì bác nào quan tâm đến những cái dòng sản phẩm quân đội này, các bác có thể liên hệ để chúng tôi có cái hướng hỗ trợ các bác cái hình thức chọn lựa sản phẩm cũng như là thanh toán. Rất tiếc là hôm nay tôi quay thời gian hơi trễ, hơi tối các bác nhé. Ngoài ra thì chúng tôi đang có những con này cũng đang về các bác này. Con này thì về nhưng chưa có bảo dưỡng. Đó là con SAP QT77MK2 trắng sữa. Con này đúng một thùng xốp rồi. Con này mới lắm, còn nguyên cả tem luôn các bác nhé. Tem cửa này, tem zin đấy. Mà con này chưa bảo dưỡng các bác thấy không? Đã mới kính con này rồi, chưa bảo dưỡng đâu ạ. À, nguyên bản đấy. Ok, thì bác nào quan tâm đến sản phẩm thì các bác có thể liên hệ để chúng tôi hướng cái hướng hình thức vận chuyển cho các bác. Và trong cái dịp ngày lễ Tết của độc lập này các bác nhé, là chúng tôi vẫn vận chuyển bình thường và vẫn ship đi bình thường các bác nhé, không có nghỉ đâu, các bác yên tâm như thế. Cho nên các bác có thể nghỉ để đi du lịch hoặc nghỉ ở nhà, các bác vẫn có thể mua được hàng bình thường. Rồi, xin chân thành cảm ơn các bác nhé, xin chào và tạm biệt các bác. Và bác nào quan tâm đến cái sản phẩm và cũng như cái ruột gan của nó, tôi sẽ quay cho các bác xem cái phần ruột gan của nó để các bác có thể thấy rằng cái chất lượng của chúng tôi bảo dưỡng rất là ok, rất là kỹ nha các bác nhé. Vâng, cái máy của cái con 1180 và 188 được mở đây các bác này. Tất cả đều được bảo dưỡng bảo trì kỹ như này các bác này. Đấy. Tháo hết các cái chi tiết ra như này. Đây, các bác có thể thấy cái phần nguồn này cũng được tháo ra xong vệ sinh. Các bác nhìn chưa? Nó so như cái tinh. Đấy, con nào cũng vậy hết các bác nhỉ. Sạch từng ly từng tí một đây. Đấy, cái quy trình bảo dưỡng nó như thế này các bác này. Đây. Tháo rời từng chi tiết ra luôn các bác nhá. Đây. Thì nó mới sạch được. Chứ còn bây giờ lau bụi thì nó là sạch được. Hoặc đây là cái con 1090 các bác này, đây này, cũng đang bảo dưỡng bảo trì. Đó, con hoa hậu này. Đấy, cũng phải tháo rời hết ra này. Đó, tháo rời hết nha các bác nhá. Thì đấy là cái quy trình bảo dưỡng bảo trì của chúng tôi đều như hết. Bất kỳ con máy nào đều làm kỹ như thế các bác nhá. Thì đấy mới được những cái sản phẩm chất lượng. Và thực sự các bác khi cầm những sản phẩm các bác cảm thấy ưng ý, bởi vì là đã được vệ sinh bảo dưỡng sạch từng mm một rồi các bác nhá. Thì đấy là cái quy trình bảo dưỡng bảo ruột của nó các bác nhá. Ok. Rồi, xin cảm ơn các bác nhá.